Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân 13 tháng 9 năm 1945, 13 tháng 9 năm 2024. Đồng chí Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Tòa án Nhân dân hai cấp qua các thời kỳ của Đồng Nai, các đồng chí hưu trí tham dự. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Tòa án Nhân dân. Trải qua 79 năm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân, 48 năm xây dựng và trưởng thành của Tòa án tỉnh Đồng Nai, đội ngũ công chức và hội thẩm Tòa án Nhân dân hai cấp không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các thế hệ cán bộ công chức Tòa án Nhân dân hai cấp luôn tận tụy phục vụ nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thử thách, đóng góp to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của Tòa án Nhân dân nói chung và của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai nói riêng. Dịp này, đồng chí Trần Trung Nhân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí trong ngành tòa án và một thẩm phán được lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán trung cấp. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức khuyên góp trong toàn thể cán bộ ngành tòa án tỉnh để giúp đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, tên quốc tế là Yagi.